Đi ăn một bữa lẩu hay di lao thật là ngon, mà một phần quan trọng là cái phần nước chấm làm sao pha cho ngon. Cái quầy đồ chấm của Hai Di Lao thì rất là nổi tiếng rồi, quá trời là món. Ở đây cũng có để bảng chỉ dẫn cụ thể để ai mà không biết á thì có nhìn theo và pha theo. Còn đây là cách mà mình hay pha nước chấm. Mỗi thứ cho vào một ít, sốt hải sản rồi sốt nấm. Cái thịt bò băm thì ngon nên cho nhiều nhiều một xíu. Thêm một ít tỏi, một ít ớt, nhiều nhiều hành lá nữa, mình thì không có thích ăn ngò. Thêm một ít sốt bò cay gạn bớt cái phần mỡ đi cho đỡ béo. Một ít ớt bột cho cay mới ngon. Một ít sốt sa tế và một ít xì dầu. Rồi mang về bàn thì chan thêm vào một ít nước lẩu nữa. Trộn đều là có một chén nước chấm xuất sắc luôn. Nói chung là các cái nguyên liệu gia vị á, thích cái nào thì bỏ vào cái đó thôi. Mọi người mà thích béo hơn thì pha vào thêm một ít tương lạc nữa. Ai chưa biết pha như thế nào thì có thể tham khảo thử cái công thức này của mình nha. Đảm bảo ngon, ai ăn cũng khen chứ có ai chê luôn á.